Hiện nay thì ở tất cả trên thế giới cũng như các bệnh viện thì có rất là nhiều cái phương pháp để phát hiện ung thư đường tiêu hóa. Như quý vị nhìn ở trên này đó. Thế thì đầu tiên thì có cái xét nghiệm đầu tiên là xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu cũng có thể phát hiện được ung thư đường tiêu hóa. Tuy nhiên thì cái xét nghiệm máu này nó chỉ là những cái chỉ định định hướng để chúng ta biết được rằng là ung thư có thể xuất hiện ở đâu không thôi. Ngoài ra thì có thể là chúng ta có thể chụp x quang. Chụp x quang thì có thể là chụp bụng không chuẩn bị hay chụp x quang phổi để phát hiện ra những cái tổn thương ung thư. Ngoài ra tiếp đến nữa là siêu âm. Siêu âm cũng là một cái cận lâm sàng mà đơn giản để có thể định hướng được chúng ta biết là ung thư ở đâu. Cuối cùng có thể tiếp nữa nữa là cái cắt lớp vi tính là những cái xét nghiệm chẩn đoán chuyên sâu hơn và cũng tương đối mắc tiền. À, và tuy nhiên thì trong cái đường phát hiện ung thư đường tiêu hóa thì cái nội soi, nội soi đường tiêu hóa vẫn là một trong những cái phương pháp tốt nhất và ưu việt nhất để phát hiện ra những cái tổn thương hay là những cái bệnh lý tính hay là polyp ở trong đường tiêu hóa. Tại sao lại như thế ạ? Thì xin mời quý vị xem tiếp slide ạ. Đây là một cái hình ảnh minh họa về cái đường tiêu hóa. Quý vị nhìn đây ạ, đây là một cái ống soi mềm trên đầu đèn trên đầu đống soi có gắn camera sẽ được đưa qua cái miệng hầu họng của chúng ta và đi xuống thực quản đây ạ. Đấy là thực quản đấy ạ. À, đấy. Ống nội soi này là ống nội soi mềm trên đầu, đầu ống nội soi có gắn camera và được phóng đại lên khoảng hàng trăm lần. Thì với cái ống nội soi còn còn đây là đại tràng ạ thì đường uh, nội soi đại tràng thì sử dụng cái ống soi khác cái cỡ to hơn đi theo đường hậu môn ạ và sau khi mà quý vị được uống thuốc để nó sạch hết trong uh, những cái dịch hoặc là những cái phân ở trong lòng đại tràng thì chúng ta sẽ được tiến hành nội soi tại sao nội soi này được gọi là phương pháp ưu việt nhất như quý vị đã nhìn thấy ống soi được đi thẳng vào trong đường tiêu hóa với đầu đèn gắm camera truyền hình trực tiếp ra bên ngoài qua màn hình và tiếp cận tổn thương gần như là sát nhất để có thể đánh giá được chính xác xem đây là tổn thương uh, ác tính hay tổn thương viêm hay là tổn thương loét?